Tối ngày 13 tháng 4 vừa qua, bộ phim kinh dị Bệnh viện Ma với sự tham gia của cặp đôi Trấn Thành Harry Won đã chính thức được ra mắt và khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 4. Trong Bệnh viện Ma, Trấn Thành vào vai chàng sinh viên y khoa vừa tốt nghiệp đại học và nộp đơn vào bệnh viện An Tâm. Sau khi trải qua nhiều sự kiện không thể giải thích, Trấn Thành quyết định cùng cô y tá Harry Won khám phá những bí ẩn đang bị che giấu tại bệnh viện này. Chia sẻ tại buổi họp báo, Trấn Thành cho biết đây là vai diễn hoàn toàn khác xa so với những vai diễn trước đây mà anh từng tham gia. Hôm nay Trấn Thành rất là vui khi mà được có mặt trong buổi ra mắt phim của bộ phim Bệnh viện Ma. Và phải nói là đây là một cái vai diễn lần đầu tiên mà Trấn Thành biến thành một cái nhân vật không phải là mình. Không có còn dí nhố vui nhộn nữa mà sẽ rất là nhiều những cái phức tạp trong tâm lý và tính cách nhân vật. Và chắc chắn các bạn sẽ không phải thất vọng vì Trấn Thành sẽ có một hình ảnh hoàn toàn mới trong điện ảnh. Bệnh viện đó là người ta đóng cửa cũng ít nhất là 5 tới 7 năm lận, cho nên Harry cảm thấy rất là sợ. Và tại vì nhiều người nói là ở đây có con ma thiệt. Và lúc đó Harry cảm thấy rất là sợ, nhưng mà không biết tại sao người khác ai cũng sợ hết trơn. Cho nên Harry có cái cảm giác là tự nhiên cảm thấy không sợ và tự nhiên cảm thấy vui vui, có một cái gì đó cảm thấy nó hấp dẫn. Tuy gắn mác kinh dị, nhưng Bệnh viện Ma vẫn có chút gì đó hài hước, lãng mạn, thậm chí là những pha võ thuật mạo hiểm. Trấn Thành cho biết hầu hết những pha hành động trong phim là do chính anh đảm nhận. Thành rất là sợ ma, nên cứ diễn cái cảnh nào mà vô cái bệnh viện á, nó vắng người thật thì rất là sợ, sợ thiệt chứ không phải là giỡn. Và ở trong đó đó là có rất là nhiều những cái cảnh quay mà Thành phải mạo hiểm là phải đu toàn ten ở trên một cái tòa nhà cao. Đó là cái đó là đu thiệt, đánh lộn, đánh thiệt, về bầm thiệt. Bệnh viện Ma còn có sự tham gia của Thu Trang, Tiến Lục, Hoàng Phúc, Cát Phượng. Phim chính thức được khởi chiếu từ ngày 15 tháng 4.